Với khán giả, được gặp cái nghệ sĩ hay thần tượng ngoài đời là cơ hội nghìn năm có một. Vì vậy, ai cũng muốn nhân dịp này để lưu lại kỷ niệm bằng một chữ ký hay bức ảnh chụp chung. Nhưng không phải tất cả những lần gặp gỡ giữa fan và thần tượng đều có cái kết đẹp. Điều này cũng đã gây nên rất nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Chẳng hạn như tối ngày 4 tháng 5, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ tiếp theo gặp rắc rối vì câu chuyện chụp ảnh cùng fan. Theo đó, một khán giả đã lên tiếng tố Trấn Thành mắc bệnh ngôi sao và chia sẻ bức ảnh chụp chung cùng nam nghệ sĩ. Người này viết: "Hôm qua em có đi làm khán giả trong một chương trình mà sát bên là vợ chồng anh chị nhà mình. Lần đầu được nghỉ giải lao, em ra ngoài và may mắn được anh nhà mình lướt ngang. Tại lúc đó, đứa bạn đi kế bên em réo tên anh Thành, nên chắc anh ấy nghĩ tụi em là fan tính xin chụp hình. Thế là anh đi lướt qua tụi em với cái kiểu cố tỏ ra ngầu ngầu, né tránh, khiến em nhìn rất dị ứng. Rồi lần thứ hai giải lao, thì em gặp cả hai vợ chồng, lúc ra về luôn. Bạn em nó xin chụp hình thì anh nhà mình tỏ thái độ như kiểu trời ơi, đi về mà cũng không yên nữa, và đã chụp một tấm hình không hề sượng trân một chút nào. Anh còn không thèm nở nụ cười nào luôn ạ." Nhanh chóng một cuộc tranh cãi nảy lửa đã dấy lên, một số tỏ ra không hài lòng vì thái độ của Trấn Thành. Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến lên tiếng bênh vực và cho rằng rất có thể Trấn Thành khi ấy đang bận chuyện gấp, không thể lúc nào cũng rạng rỡ tối đa khi liên tục phải suy nghĩ với lịch trình dày đặc được.